Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn xem một số lỗi thường xảy ra khi sử dụng dây xoay để chúng ta biết và phòng tránh nhé. Các bạn chú ý đặt dây xoay vào bồn vệ sinh hết sức cẩn thận, tránh trường hợp phải rơi đầu dây xoay như thế này. Khi đầu dây xoay va phải vật cứng thì tỷ lệ bị nứt camera rất cao. Nếu chúng ta cầm dây xoay sai cách thì dầu dây xoay rất dễ bị rơi xuống sàn và vỡ cánh hoặc là va vào tường khi chúng ta di chuyển. Khi các bạn sử dụng máy rửa thì chúng ta cầm dây xoay bằng hai tay như thế này. Các bạn không được cầm các đoạn mềm của dây xoay. Trường hợp bắt buộc phải cầm một tay thì các bạn phải giữ dây xoay, phải giữ cho các bộ phận dây xoay cách nhau bởi các ngón tay, không được nắm chung giống như hình bên phải. Dây xoay đặt trong tủ bảo quản thì các bạn nhẹ nhàng cầm đầu dây xoay lên, sau đó cầm bộ phận kết nối, bộ phận điều khiển và bộ phận kết nối chung một tay, riêng một tay còn lại các bạn cầm riêng dây xoay. Chúng ta cẩn thận treo lên giá. Sau đó chúng ta cẩn thận đặt dây xoay xuống. Đây là các tư thế cầm dây xoay chuẩn. Một tay giữ riêng đầu dây xoay, tay còn lại cầm đầu kết nối. Có hai loại dây xoay. Các loại dây xoay một chạm giống như là dây series 700 hoặc là 500-600 thì chúng ta cũng cầm như nhau. Ở đầu dây xoay tuyệt đối các bạn không được cầm vào bộ phận uốn cong. Hoặc là cầm vào đoạn dẫn sáng giống như thế này, vỏ ống xoay sẽ bị tróc và các thành phần bên trong sẽ bị gập gãy. Hình bên trái là đối với dây xoay một chạm, hình bên phải là đối với dây xoay có đầu kết nối hình ảnh. Đây là một cách đặt vào bồn rửa hoàn toàn sai. Các bạn đặt cẩn thận theo chiều uốn cong của từng dây xoay. Và khi chèn chổi vào các bạn phải cho dây xoay lúc nào cũng luôn thẳng. Đây là cách đặt dây xoay chuẩn nhất. Các bạn đặt dây xoay vào bồn hết sức cẩn thận, nên có một tấm thảm bằng nhựa mềm để lót bên dưới. Nếu như đặt bật máy rửa thì các bạn cũng phải đặt theo chiều uốn cong của nó hết sức cẩn thận, tránh các trường hợp dây xoay bị chinh lên và sau đó chúng ta không để ý đóng nắp lại thì nguy cơ bị gập gãy hoặc là bị dập rất cao. Các trường hợp này chúng ta phải hết sức để ý để tránh hư hại cho dây xoay. Và một điều nữa là độ uốn cong của dây xoay tối thiểu phải là 20 cm. Nếu các bạn co quặp dưới 20 cm thì dây xoay rất dễ bị gập gãy giống như hiện tại như thế này. Và đây là cách gắn cáp kết nối. Các bạn đẩy đầu kết nối theo chiều vạch trắng thẳng hàng với dấu chấm đen trên bộ xử lý. Chúng ta ấn từ từ vào cho đến khi không ấn được nữa thì vặn đầu kết nối theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó vào khớp và cảm giác các bạn nghe cái cạch là được. Trường hợp các bạn chú ý treo dây xoay, tránh để nước rơi từ trên ổ van xuống bộ xử lý sẽ làm cho các phần kim loại lâu ngày bị ten và ảnh hưởng đến đường truyền hình ảnh. Trong lúc rửa dây xoay tuyệt đối không được mở nắp chống nước. Và khi treo lên máy, ta dùng gạt để lau toàn bộ thân ống xoay. Lau luôn đầu kết nối và mở nắp chống nước ra, treo theo hướng chổng xuống đất. Và một điều lưu ý nữa rằng ở video trước,
tôi có nói rằng tại sao chúng ta không được gắn bộ test rò rỉ vào dây sôi ở dưới nước. Vì khi gắn dưới nước, đầu của bộ test rò rỉ đã vào nước. Chúng ta không để ý, chúng ta gắn trực tiếp vào dây sôi, sau đó chúng ta bơm, thì lúc đó nước toàn bộ trên bộ test rò rỉ sẽ vào bên trong dây sôi và lúc đó làm hư tất cả các bộ phận bên trong. Rất nguy hiểm nha các bạn, tuyệt đối không bao giờ gắn bộ test rò rỉ dưới dây sôi ở dưới nước. Đối với trường hợp sử dụng máy rửa cũng vậy, trước khi chúng ta gắn bộ test rò rỉ đối với máy rửa, chúng ta cũng phải lau thật khô các đầu kết nối và để ý ống silicon không được vào nước. Chúng ta có thể dùng gạt khô để lau cái đầu kết nối trên máy, lau bộ phận kết nối trên dây sôi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn sử dụng dây nội sôi an toàn và hiệu quả.